Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại video của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm về Zata nha anh em ơi. Thì có vẻ rất nhiều anh em khi mà bước vào đây và coi tới đây thì các bạn có vẻ rất bất ngờ. Các bạn nghĩ rằng là các bạn đã đi nhầm kênh, nhưng mà thực ra không phải anh em ơi. Thì đây chính là kênh của mình nha, đại hí, chứ không phải kênh của thằng bạn mình anh em ơi. Đấy, thì hôm nay thì mình đổi gió một chút, mình thử bay Zata coi anh em, để cho mình chứng minh cho anh em biết được rằng là khi mà anh em chơi chuyên một vị tướng sát thủ quá nhiều như là con Willen thì có liệu có bay được con Zata hay không. Thì chắc chắn mình bảo đảm luôn, có rất nhiều anh em thắc mắc và muốn mình làm cái clip này. Đấy, thì mình bay thì bay cũng được thôi anh em, mình thì cũng bay ok chứ không phải là bay gà nha anh em. Và những cái bước mà như là bay cơ bản thì mình vẫn bay được, còn những cái khoảng mà bay mà hơi khó một chút thì mình bay nó cũng hơi tệ. Còn riêng về 3-4 tích thì mình bay nói chung là nó ok anh em ơi, nó rất là bình thường. À rồi, bên bạn rồi, xong rồi, ngộ không mất tốc biến và con Ajanka cũng vậy anh em. Ôi xui trong Richter rồi, pha này thằng ngộ không nó hên quá anh em. Pha này ngộ không nó gõ chí mạng nên ông Richter bị chủ bắn một phát nên mới chết. Đâu rồi? À, thằng Yuka anh em, từ từ đây, mình quăng nè anh em. Nói chui vào. Skin công nhận skin Zata tác giả đương đại quá đẹp anh em. Với một cái màu xanh gọi như thế này thì phải nói là mình thấy nó rất là nổi luôn á, mình nói thiệt, rất là đẹp. Hèn chi mấy anh em fan Zata rất là thích khi mà Zata nó bay mấy cái skin như thế này thì anh em cực kỳ thích. Còn riêng về bản thân mình thì đối với skin Zata thì mình lại có ấn tượng khá là nhiều so với kiểu như là mình thích cái skin Zata tác giả đương đại anh em. Và skin của Zata khiêu chiến á, mình thấy nó bay rất là lực và mượt anh em. Còn riêng về tinh hệ thì mình cảm thấy nó rất là mượt anh em. Tinh hệ thì mình thấy nó mượt nhưng mà nó cứ yếu yếu cái gì á. Nhưng mà riêng về khiêu chiến với lại tác giả đương đại thì mình thấy bay cực kỳ lực luôn anh em. Còn về Willen thì chắc chắn rồi anh em. Skin mà tâm đắc nhất của mình đó chính là mình rất là thích skin đặc công mãng xà và nghịch thiên nha anh em. Bởi vì mình thấy hai skin đó đánh nó cứ khỏe khỏe cái gì anh em ơi. Đánh phải nó rất khỏe luôn. Cái thằng ngộ không này như nó biết hay sao anh em ơi. Thôi biết thì thôi, thì mình lên đây mình lụm anh em ơi. Đây, bay cho anh em coi nha. Đây, anh em bay Zata thì anh em cứ vuốt và anh em dạng là anh em dùng chiêu thôi thì nó sẽ bay được 5 tích thôi anh em ơi. Khá là đơn giản mà. Tại vì tay của anh em có thể lướt được 3 lần và anh em phải kết hợp với chiêu 1 và chiêu 2 nha anh em. Hoặc là anh em có thể gọi là đánh thương từng cái từ từ. Nói chung thì anh em cứ lướt từ từ thôi. Bay con Zata nó vậy anh em ơi. Mình thì không làm nhiều về Zata nên mình không dám gọi là nhận định gì hết hoặc là mình chỉ gì hết anh em. Nói chung thì mình chỉ có gọi là nói về cái cảm nhận riêng mình thôi. Còn anh em nào mà muốn biết được rằng là bay Zata như thế nào thì nhớ ghé qua kênh của thằng bạn mình. Đấy, thì nó kênh nó về làm Zata. Còn mình thì không làm anh em ơi. Ngộ không đâu rồi? Trời, còn tóc biến chạy nữa không? Thiệt, bay khổ. Này mấy không, lụm liên. Zata bay mạnh thế mà. Pha đấy mình cứ tưởng ngộ không nó bay kiểu như nó đi về trụ anh em. Ai dễ đi ngược lại. Thôi anh Yuka béo này, anh tính nóng anh em ơi. Thôi nào Yuka rồi, kiểu này xong rồi anh em ơi. Nó hồi chiêu rồi, lại không được ăn mạng nữa chứ. Pha này mà không có rừng mình là mình đã ăn mạng được Yuka rồi anh em. Tiếc thiệt cái chứ. Cay thế nhờ. Pha này rừng mình ăn hôi anh em. Ăn hôi của mình đấy. Thì riêng về Willen thì mình chơi thì nó phải nói là không dám nhận là hay, nhưng mà nó cũng được anh em. Nhưng mà khi mà mình chuyển qua con Zata này mình bay á, thì nó mình cảm giác nó cứ kiểu như là cái tay mình lướt hơi nhanh anh em, bởi vì mình quen cái gọi là cái thao tác tay con Willen rồi đấy. Đấy, như pha này anh em ơi, như pha này thì quá đơn giản rồi. Các bạn nào mà bay Zata được thì pha này phải nói là cực kỳ đơn giản luôn anh em. Những cái pha mà đường thẳng như thế này thì đối với con Zata anh em chỉ cần cứ chiêu 2 anh ti, xong rồi anh em lướt bên kiểu như cái nút di chuyển anh em, xong rồi anh em thả chiêu thôi thì nó rất là ngon anh em. Cái gì vậy Yuka, như mày giết tao mấy lần rồi Yuka ơi. Thôi khổ bị thiệt cái chứ, chết đi. Thằng này thiệt, thằng này tánh nóng anh em ơi. 5-1 dành cho mình. Rồi tí nữa tem bạn chết với mình. Mình bay nát đội hình tem bạn luôn anh em ơi. Thì sắp tới đây mình sẽ có một cái shop ặc cho anh em. Thì shop ặc mình đã có rồi. Thì shop ặc của mình tên là shop.willen.com nha anh em. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua ặc thì cứ vào cái shop đấy thì chắc chắn luôn, thì anh em sẽ mua được những con ặc rất là ngon. Có khi là những con ặc mà anh em không thể tưởng tượng được rằng là cái độ ngon nó như thế luôn anh em ơi. Đấy, thì khoảng chắc video ngày mai đi, hoặc là hôm nào mà khi mình đã xong kiểu như là xong xuôi và kiểu như là với bên kia rồi á, thì mình sẽ treo cái logo ở dưới trong cái phần video nha anh em. Thì anh em có thể vào đó để anh em có thể gọi là anh em mua shop ặc nha anh em. Và mình sẽ gắn link shop ặc mình ở dưới cái phần mô tả nha anh em ơi. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ nhấp vào đó và anh em mua nha. Hoặc là anh em tham khảo cũng được.
hoặc có thể là mình gắn link ặc, shop ặc mình ở dưới cái phần comment nha anh em. Thì mình rất mong anh em có thể ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chỉ cần mỗi anh em ủng hộ mình một con ặc thôi là mình rất là vui rồi anh em ơi. Đây, từ từ bình tĩnh nào mấy ông ơi. Pha nãy, pha đó thì mình bay hơi tệ anh em. Pha để mình bay thì bị con A9K nó đẩy ra ngoài. Mình thì cũng không biết cách xử lý như thế nào. Tại vì mình cũng không bay Yata quá nhiều anh em. Tại vì clip này là clip thứ hai mình làm Yata nha. Trời ơi, đây nè, gấu nè. Thì chứ mình lướt mượt như thế mà không ăn được mạng anh em. Quá là đáng tiếc đi chứ. Công nhận cái con Kira này nó KS mạng cũng nhanh thiệt anh em. Nhưng mà khi mà mình cầm những cái con mà như Quillen thì mình nói thiệt, mình chấp cản Yata, chấp cản Kira luôn anh em ơi. Tóc biến. Trời ơi, tóc biến thiệt kìa anh em. Mình mới hù chút thôi mà. Thiệt chứ ông này, ông nhát quá anh em ơi. Mình có làm gì đâu. Thực ra là mình đã bị mất IT từ rất lâu rồi. Mà ông này ông sợ anh em ơi. À, bên bạn vẫn còn đứng là đây anh em ơi, bay nè anh em ơi. Một pha rất đơn giản thôi anh em. Tóc biến quá nhanh anh em. Đây chi đam nè. Rồi trời ơi thiệt. Một pha quá đơn giản anh em. Rồi thôi xong rồi. Kiểu này là mình đi về. Đi về cho nó nhanh anh em ơi. Anh em thấy không, anh em mà thấy chùm Willen bay cho ta mà nó cũng ô sực ê, thì anh em nhớ cho mình một nút like và một nút comment phía bên dưới để mình biết được rằng là cái trình của mình là bay liệu như thế nó đã ổn chưa nha anh em. Thì mình không biết bay như thế này có được gọi là bay đã ghê chưa, hay là bay đã hay chưa, hoặc là bay ở cái mức bình thường, hoặc là ở một cái mức khá nào đó rồi. Thì mình rất mong anh em có thể cho mình biết một comment nha anh em ơi. Còn riêng về Willen thì mình nói thiệt, riêng về Bảo thì nó phải học Willen mình rất là nhiều. Và mình cũng vậy anh em. Và riêng về mình thì phải học Yata rất nhiều từ nó anh em. Tại vì những cái con mà chuyên của mình thì lúc nào chắc chắn cũng hay rồi anh em. Đấy. Công nhận mình thấy bay con Yata này nó cũng khá mượt. Và mình bị quen cái gọi là thao tác tay của con Willen anh em. Tại vì anh em nghĩ đi, khi mà mình vuốt chiêu 3 con Willen á, và chiêu 2 thì mình phải dùng cái nút di chuyển rất là nhanh. Và mình dùng cái chiêu kiểu như là chiêu bên phải anh em, phải dùng cực kỳ nhanh luôn nên mình mới bay được. Ôi trời ơi, bay một pha mù mắt anh em ơi. Cái pha này mình vuốt nút di chuyển nha anh em, chứ không hề gọi là vuốt chiêu, nên nó mới bị cái tình trạng là không có thể bay 5 tích anh em. Đây nè, như pha, trời ơi gấu ơi, ta mới bay thôi gấu ơi, đừng gấu ơi. Thôi xong rồi anh em ơi, pha này rồi luôn. Trời ơi, thiệt cay đó nhờ. Pha này mình lại không bình tĩnh để mình vuốt chiêu rồi anh em. Quá cay đi chứ. Đầu game bay càng hay nhưng mà sao mình thấy cuối game mình bay nó cứ khờ khờ cái gì vậy ta. Đặc biệt là những cái pha mà đứng trong rừng anh em, những cái pha đường thẳng hoặc là những cái pha nào mà đó cái góc nó rộng á, thì mình bay cảm giác nó rất là giỏi anh em, bay rất là ghê luôn. Đặc biệt những cái pha này anh em, đó anh em thấy không, cái đường nó rộng á thì mình lại bay rất là ghê. Còn những cái đường mà nó hẹp hẹp thì mình không hiểu tại sao mình lại từ một con đại bàng mà thành một con cánh cục anh em ơi. Bay quá là ngu đi chứ. Vì vậy mình mới nói là mình phải cần học từ thằng Bảo rất là nhiều. Và thằng Bảo chắc chắn luôn nó sẽ cần học Willen mình rất là nhiều anh em. Tại vì mỗi thằng mình đều có một con tướng chuyên mà. Tại vì riêng về con Yata này thì thằng Bảo đã đánh được 3, phải mình phải nghĩ là 3-4k trận rồi anh em. Còn riêng về con Willen thì mình cũng đánh được đâu ra như cày thuê cho anh em, xong rồi mình đánh 2 bạc gì đó. Hình như là có 2 bạc anh em. Một ạc là hồi xưa mình đánh là 300 mấy chục trận. Còn ạc hiện tại mình đã bán rồi là mình đánh 1.300 trận. Và một ạc nữa thì mình đánh như là cũng tầm 200 trận anh em. Thì tính ra mình đánh cũng gần được 2k trận rồi. Mà chưa tính những cái trận mà mình cày thuê cho anh em nữa. Đó thì mình đánh rất là nhiều anh em. Và anh em nào, nhắc tới cày thuê mình nhớ anh em. Anh em nào có nhu cầu cày thuê thì cứ liên hệ số Zalo mình để trong phần video nha anh em. Ui, ôi pha này bị lag anh em ơi. Pha này mình, trời ơi pha này mình vuốt chiêu 2 vuốt anti mà bị gì kìa. Thôi gấu ơi, thôi hên quá anh em ơi, thiệt pha này mình nhanh tay nha. Không nhanh tay là chết pha này rồi anh em ơi. Thì nhắc tới cày thuê mới nhớ, thì dạo này là mình thấy anh em có vẻ là không cày nhiều. Có vẻ là anh em đã coi clip Willen và anh em đánh rất là hay nên anh em không nhờ cày. Thì như thế cũng được anh em. Nhưng mà anh em nào mà hiện tại mà đánh mà kiểu như là chưa còn tốt máy, hoặc là anh em chưa lên được cái mức ranh mà anh em mong muốn á, thì anh em cứ liên hệ số Zalo mình nha. Thì riêng về tầm mùa này thì mình nhận cày cao thủ nha anh em ơi. Thì anh em nào mà muốn cày cao thủ bao nhiêu sao thì cứ liên hệ với mình, hoặc là anh em inbox số Zalo nha. Còn đặc biệt về chiến tướng thì mình chịu anh em ơi. Chiến tướng thì mình không dám nhận nha anh em. Bởi vì khi mà anh em cày chiến tướng á, anh em phải cần có thứ nhất là gọi là một cái thời gian khá là nhiều. Nhưng mà mình sắp vào học rồi anh em ơi, nên thời gian cũng không có chi là nhiều mấy. Và anh em cày chiến tướng thì phải cần có gì anh em? Phải cần có một
có team, anh em đánh nhất phải là một hoặc hai người thì mới ra đó. Và cái giá của chiến tướng cày khá là cao, nên mình nghĩ đối với kênh của mình thì có vẻ anh em có thể cày được, nhưng mà mình nghĩ thì ít, đa số kênh của mình là những cái bạn tầm mức tuổi từ 12 tới 17 là nhiều đấy, nên các bạn có thể cày gọi những mức ranh như là tinh anh hoặc là cao thủ. Thì anh em nào mà có nhu cầu cày lên cao thủ 1 sao hoặc là 10 sao đổ xuống thì anh em cứ liên hệ số Zalo với mình nha, thì mình sẽ gọi là mình sẽ tư vấn về cái giá cả nha anh em, chắc chắn giá cả sẽ rất là rẻ thôi anh em ơi. Bày nè anh em ơi, quá là ngon đi chứ, hai mạng ngon ơi luôn anh em ơi. Pha kia rất là hên nha. Pha kia thì mình định bay kiểu như giết hai người, nhưng mà không hiểu tại sao mình lại lướt chiêu nó bị hụt anh em. Nhiều lúc anh em lướt chiêu xong rồi anh em vội vàng quá anh em. Anh em dùng cái nút di chuyển á nó nhanh quá, nên nhiều khi anh em bay nó bị xịt. Đấy, đây chính là trời ơi, thằng gấu anh em ơi. Thôi nào gấu ơi. Gấu ơi. Đây nè, thiệt chứ AD ổng ăn rồi anh em ơi. Công nhận thằng gấu pha này nó tính nóng quá anh em. Kiểu như là nó gặp mình là nó đập luôn anh em. Nó không phải quan tâm là mình có xanh hay không. Nó không biết được rằng là mình ao tiền và ao vàng nó khá nhiều à. Trời ơi, ông gấu này đánh như này là chết rồi anh em ơi. Thì mình nghe đâu đó là skin của con Yata này là anh em săn hình như là 2-3 triệu đúng không anh em? Anh em nào biết có thể comment xuống cho mình biết được không ạ? Đấy thì mình cũng không biết cái giá của con này là bao nhiêu, nhưng mà giá về skin của nghịch thiên long đế của Len á thì mình cũng không biết giá luôn anh em. Đó, mình chỉ nghe đâu hình như cũng tầm 2 triệu anh em, kiểu như là tầm mức giá đấy. Đấy, cũng 2 triệu có khi là hơn anh em ơi. Tại vì săn những cái skin đấy thì nhất là skin 3S và những skin mà sự kiện đẹp như thế này nè thì giá khá là cao. Và mình thì lại không có điều kiện anh em, nên mình phải chơi ké nè anh em ơi. Thì cũng rất là may mắn sao là anh này ảnh cho mình mượn ảnh để mình review và mình quay video nha anh em ơi. Thì cảm ơn anh rất là nhiều, chắc chắn luôn anh em. Nói chung thì ai giúp mình thì mình cảm ơn thôi anh em ơi. Và còn một lần nữa anh em, thì có rất nhiều anh em hỏi mình là kiểu như là có nhiều anh em rủ mình là chơi game cùng, nhưng mà thực sự là mình không có thời gian anh em. Tại vì thứ nhất là nếu như mà về thời gian mà để chơi game á thì mình lại không có. Đấy, còn riêng về thời gian mà kiểu như cày thuê hoặc là cái gì đó thì mình sẽ sắp xếp thời gian trước rồi mình mới chơi anh em. Tại vì hiện tại thì cũng bắt đầu là sắp vào học rồi anh em ơi, nên mình cũng không dám gọi là nhận giao lưu. Với lại ặc của mấy bạn này, mình cũng lo mấy cái tình trạng gọi là lỡ như anh em ghét mình kẹp map rồi hack map vào, mất công là mình bị khóa ặc anh em ơi. Nói chung thì cũng rén lắm anh em, nói chung cũng không dám. Tại vì ặc này là đa số là ặc của mình, gọi là mình mượn người ta mà, sao mà dám chơi được anh em. Nói chung thì mình không dám chơi với người lạ, mình nói thiệt chắc chắn luôn anh em, không dám chơi với người lạ. Thì ặc này là ặc của một ông anh kia của mình, nên mình không dám anh em. Trời ơi, lỡ mất ặc của ảnh thì mình nói thiệt tiền đâu mà mình đền anh em. Thà ặc của mình mà kiểu như ặc rẻ rẻ thì mình không nói, đằng này ặc VIP quá mà sao mà được anh em, không được đâu anh em ơi. Thì đó, rất mong anh em có thể thông cảm cho mình nha. Và anh em nào kiểu như là vô tình gặp mình trong trận đấu thì lại càng tốt thôi, anh em ta có thể giao lưu ở trong cái trận đấu luôn, không phải kiểu như là đánh. Tại vì mình cũng muốn đánh lắm, nhưng mà kiểu như là mình sợ bị kẹp ba cái kia vào mà hắc đồ chết anh em ơi, mức ặc là mình đền không được đâu anh em ơi. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua ặc và mua nick thì nhớ ghé shop chùm willian.com nha anh em. Thì mình sẽ ghi cái phần link shop mình ở dưới phần bình luận nha. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ gọi là nhấp vào cái đường link đó thì các bạn có thể tới shop mình và các bạn có thể tham khảo ặc và các bạn mua nha các bạn ơi. Và các bạn nào có vấn đề gì thắc mắc về cái ặc hay là cái gì đó thì các bạn cứ liên hệ số Zalo mình để trong phần video nha anh em. Thì đây chính là số Zalo duy nhất của mình dùng nha anh em ơi. Thì bất cả các cái trường hợp nào anh em cứ liên hệ với mình thì mình sẽ giải quyết cho anh em nha. Cái gì đây gấu? Gấu ơi, đừng có đùa chứ bạn. Trời ơi, mình bay cũng được lắm đấy chứ, không có đùa nha. Thôi xong rồi anh em ơi, pha này rồi, toang rồi. Pha này là mình chịu ấy nha. Pha này thì không thể nào mà thoát được anh em, bởi vì tên bạn quá đông anh em. Ba người mà đánh, chưa kể tên mình đi lẻ nữa. Đấy, khá là khó. Trời ơi, ông Adolin ổng trâu kìa anh em. Thôi xong rồi, kiểu này là Ajinka đi về chung rồi. Trời ơi, thiệt chứ trâu quá anh em ơi. Ui, bỏ à? À, bỏ thôi. Thì đây anh em ơi, thì đây chính là cái bưu đồ mà mình dùng của mấy ông top nha. Thì mình cảm thấy cái bưu đồ của mấy ổng build lên á thì nó cảm thấy nó đam rất to anh em. Về cái sát thương phép và sát thương dồn phép thì mình cảm thấy cực kỳ to luôn. Anh em nào mà muốn chơi đam to thì có thể dùng những bưu này, hoặc là anh em có thể ghé qua kênh kia, ở kênh của bạn mình, và anh em có thể tham khảo những bưu đồ mới nha anh em.
Tại vì mình chỉ làm chuyên về sát thủ thôi. Thì riêng về những bộ đồ của Glen thì mình cực kỳ rành luôn em ơi. Thì ngày mai mình sẽ ra bộ đồ của Glen nha anh em. Và mình sẽ kết hợp với một cái bộ combo nào đó để cho anh em có thể gọi là tham khảo và anh em chơi nha anh em. Thì Glen này chắc có vẻ là ngày mai mình sẽ ra những bộ đồ chôn chôn một tí, hoặc là những bộ đồ gọi là combo. Phải nói là cực kỳ gọi là bất ngờ luôn anh em ơi. Ủa pha này mình định bay mà thiệt chứ bị ăn choáng rồi anh em ơi. Pha này mình định dùng lính để mình tích nội tại á. Đó, và mình lên mình giết cái thằng Ajanka kìa anh em ơi. Bởi vì nó đã giết mình rất là cay. Những cái thằng nào mà giết mình thì mình rất là cay luôn anh em. Đặc biệt là những cái đứa mà chuyên gia mà bắt mình á. Đấy. Đâu rồi? Tên bạn đâu hết rồi, ra đây coi. Lại bay luôn anh em ơi. Ôi trời trời, đông thế. Thôi. Đông quá anh em ơi, thiệt tên bạn tánh nóng quá. Công nhận thằng Rioma nó đam to anh em. Đánh thường nó chọt mình một cái mình muốn chết luôn kìa. Twitter idol. Ai đâu ai? Twitter nào idol? Trong đây chỉ có idol mình trùm lên thôi chứ làm gì có Twitter. Nhưng mà đặc biệt mình chơi con Yata thì có vẻ không gọi là idol trùm lên được anh em ơi. Thôi về nào mấy ông. Thì ôi trận đấu này căng anh em ơi. Trận đấu này đang tranh chấp si sa nè anh em. Trận đấu này mà ai không kỹ thì chắc chắn sẽ thua nha. Mày bay anh em ơi. Mày chạy đâu gấu ơi. Bay ghê lắm anh em, bay rất là xa nha. Mình thấy con Yata này bay phải nói là cực kỳ xa luôn anh em. Nó là một trong những con tướng gọi là sát thủ gây cái yếu tố bất ngờ khá là cao khi mà anh em đánh trong giao tranh á. Còn đặc biệt về Glen thì nó gọi là quá bất ngờ luôn em. Glen thì khi mà anh em đam to thì mình phải nói là cực kỳ bất ngờ. Phần này anh em nên đứng đi nha. Mình nghi thằng gấu đi qua đây nè. Đó, đâu có sai đâu mà. Ô thêm thằng khỉ nên em ơi, nhanh anh em ơi, nó gõ anh em ơi. Cái này thì mình em chỉ cần bay 3 tích cho mình thôi nha. Bởi vì khi mà thằng kỹ nó gõ anh em á, thằng gấu nó sẽ dùng combo. Có khi là anh em chết ngược á. Đấy, nên pha này thì mình bay nhanh luôn nha anh em. Đó. Anh em bay Yata thì quan trọng là lúc nào anh em cần bay 3 tích, lúc nào anh em cần bay 5 tích thôi. Đấy. Full đồ rồi anh em ơi. Rồi, xong rồi, tem mình đang si sa rồi, win rồi anh em ơi. Thiệt chứ skin này khi mà về đêm thì mình thấy nó lại nét cực kỳ. Và khi kết hợp với con điện thoại của mình, và chưa kể mình đã bật cái chế độ gọi là match setting, match đồ họa, và bật thêm cái chế độ điện thoại nữa thì phải nói rất là mượt. Thì có rất nhiều anh em hỏi mình là dùng điện thoại gì thì mình cũng nói luôn trên clip này là mình dùng điện thoại là Realme Q5 Pro nha anh em. Thì anh em có thể gọi là tham khảo trên cái gọi là trên web anh em ơi. Thì cái điện thoại này của Trung Quốc thì anh em nào muốn mua thì anh em phải lên tận cái thành phố lận anh em, hoặc là có những chi nhánh khác thì nó có thể có nha anh em. Thì mình cũng không có nắm chắc nữa. Đó, thì đây chính là Realme Q5 Pro nha anh em ơi. Đây bay anh em ơi. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu hả bạn ơi? Không chết luôn kìa anh em ơi. Pha này mình không có tốc biến. Khá là xui. Thôi win rồi anh em ơi. Kiểu này là win rồi. Mình lại không ăn được một mạng nào cả. Quá là xui đi chứ. Từ đầu game tới giờ ăn được 10 mạng duy nhất. Thôi như thế chắc cũng được rồi anh em ơi. Thì anh em nào thấy với mình bay Yata mà được thì anh em nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha anh em ơi. Để xem coi mình bay như thế này đã được hay chưa. Và anh em coi video thấy hay thì đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem những video sớm nhất đến từ kênh Trùm Glen mình nha anh em ơi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ngày mai nha.